Với quý vị và tất cả các bạn là với trận đấu này, ngay từ đầu đã có khoảng hơn 82.000 người đăng ký để vào sân thi đấu. Nhưng mà để đảm bảo tâm lý cho các cầu thủ nhí, cho nên chúng tôi chỉ mời vào đây 82 người thôi. Vâng, 82 người đấy là chủ yếu là bố mẹ và phụ huynh của các cầu thủ nhí của chúng ta. Không ai khác đó chính là Nhân Kiệt. Hai anh em là địa linh Nhân Kiệt, tức là vùng đất thiêng với những người giỏi. Huấn luyện viên Hồng Sơn phải tiếp tục cho các bạn áp dụng những chiến thuật thể nhuần nhuyễn vào để sau trận này còn sang bên Hàn Quốc. Đó là chiến thuật nhìn rau gắp thịt, chiến thuật ruồi bâu, rồi cả chiến thuật gọi là kéo quần đối phương nữa. Văn Việt, đó là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất mẹ không nói gì. Vừa rồi cầm cái ô mà gào, bây giờ thì không còn cái hình bóng của mụ gì ghẻ nữa, trông lại rất giống Tiên Hắc Ám. Cố gắng lên, các con không muốn Tiên Hắc Ám mắc thì phải đá cẩn thận hơn nữa. Ôi dồi ôi, thắng đi, thắng đi, thắng đi, thắng đi, thắng đi.